Xin chào, các bạn có biết là lương bổng của nhân viên ở bảo tàng Malaysia cực kỳ hấp dẫn và hậu hĩnh không? Việc thì nhẹ, lương thì cao, cơ mà lúc nào cũng thiếu nhân sự. Biết sao không? Tại vì ai vô làm cũng bị các vong hồn ở đó hù dọa hết trơn á. Thậm chí là người dân phải lập đền thờ cúng, rồi lấy khăn đỏ yểm các linh hồn ngay trong bảo tàng để mong bọn chúng bớt quậy phá nữa. Lướt qua sơ sơ vậy thôi, ngay bây giờ cùng Thế Kỷ 22 khám phá một cách chi tiết và tường tận luôn nha. Get go! Những địa danh đáng sợ nhất ở Đông Nam Á. Bảo tàng ma ám. Tại Malaysia có một địa điểm mà cứ nhắc đến tên thì ai cũng lắc đầu ngán ngẩm bởi sự rùng rợn của nó. Và theo như Thế Kỷ 22 được biết, người ta thường chỉ đến đây một lần rồi giã từ luôn, không bao giờ quay lại lần nào nữa. Đó chính là bảo tàng chiến tranh Benin. Đây được xem là bảo tàng đáng sợ nhất Đông Nam Á. Nhân viên tại đây được trả lương cực kỳ cao, cơ mà ai nấy vô làm tầm vài tháng là rút lui liền. Biết sao không? Thấy họ không chịu nổi cái cảnh hằng đêm phải nghe những tiếng bước chân hành quân, tiếng la hét, tiếng khóc than thảm thiết của các vong hồn đó. Rén rồi đúng không? Cơ mà phải nghe Thế Kỷ 22 kể cho hết đó nha. Nơi đây ngoài tường cao rào chắn như các nhà tù Phú Quốc hay bảo tàng lịch sử khác thì nó còn thêm một điều đặc biệt nữa. Đó chính là có những khu mà cây cối mọc tùm, âm u. Ở đó có một chòi tre màu đen. Đừng có nghĩ rằng binh lính xây nhà chòi chơi nha. Nơi đây chính là nơi trú ngụ của các linh hồn ngoại quốc, những vong hồn vất vưởng không thể trở về quê hương đây. Tại bảo tàng Benin có hàng ngàn căn phòng tra tấn. Trong đó có một phòng đặc biệt, ở đó treo một mảnh vải màu đỏ. Nghe nói rằng mảnh vải này dùng để trấn yểm hồn quỷ trong căn phòng. Chưa hết đâu, nếu đặt chân đến đây, bạn sẽ bị ám ảnh bởi một căn phòng tăm tối và ẩm thấp. Đây chính là nơi giam cầm những phụ nữ cho quân đội Nhật chơi đùa. Hầu như tất cả các thầy Pháp ai cũng nói rằng, mỗi lần đến đây, họ đều nhìn thấy những ánh mắt căm phẫn, uất ức, những tiếng gào thét phẫn nộ của những người phụ nữ bị bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau khi nghe Thế Kỷ 22 giới thiệu sơ sơ, các bạn thấy như nào nè? Nổi da gà da ốc hết đúng không? Bởi vậy, ai mà yếu bóng vía thì thôi, đừng có du lịch tham quan chỗ này nha. Cánh đồng chết. Nếu như Việt Nam có cánh đồng muối, cánh đồng lúa, thì Campuchia, anh em láng giềng của chúng ta có một cánh đồng mà khiến ai nấy cũng hồn vía lên mây, sợ rùng đùi hết nè. Đó chính là cánh đồng chết. Tò mò, thắc mắc rồi đúng không? Để Thế Kỷ 22 kể luôn cho nóng nè. Vào chế độ Pol Pot do Ian Sari cầm đầu, tại Campuchia đã xảy ra một thời kỳ tàn khốc. Bình thường chiến tranh là nước này đấu với nước kia đúng không? Cơ mà vào cái thời này, những người Khmer Đỏ đã tự tay giết hàng triệu đồng bào của mình. Ước tính có hơn 2 triệu người dân vô tội đã chết oan ức. Và phần lớn số lượng xác người này được chôn cất tại cánh đồng Joannes, cách thủ đô Phnom Penh 15 km. Được biết hồi xưa, nơi này chỉ là một vườn trái cây sum suê, nhưng bọn Pol Pot đã biến nó thành nơi thảm sát tập thể người dân Campuchia. Theo tài liệu thống kê của chính phủ Campuchia mà Thế Kỷ 22 tìm hiểu được, thì số lượng người bị thủ tiêu tại đây là hơn 20.000 người. Và một điều đáng sợ hơn nữa là cách khắc tên bia mộ, không phải tên từng người đâu, mà là như này nè. Mộ như xác nhất với 450 xác, mộ 100 trẻ sơ sinh và mẹ, mộ 166 người không đầu, mộ 87 người mất tay, mất chân. Rùng mình chưa? Hết hồn chưa? Chế độ Pol Pot thật sự đã tàn nhẫn như thế đó. Được biết ngày nay, cảnh đồng chết đã trở thành một trong những địa điểm du lịch hot hit của Campuchia. Ủa, du lịch gì ở đây? Khám phá gì ở nơi đầy ám khí này vậy? Vâng, đi xem đài tưởng niệm chắc khoảng 8.000 hộp sọ của các nạn nhân bị Pol Pot tra tấn bằng dao, bằng rìu, bằng khúc cây nha. Còn không thì là những vật dụng dùng để tra tấn nạn nhân, hay là nghe thử bản nhạc mà Pol Pot bật để át đi tiếng la hét của các nạn nhân. Chưa hết đâu, nếu đến đây vào mùa mưa, đôi khi du khách sẽ thấy những mảnh xương trắng vẫn bị lớp đất rửa trôi và lộ ra bên ngoài. Thôi, ai đi du lịch cánh đồng này thì đi, chứ Thế Kỷ 22 thì xin từ chối nha. Nghe kể thôi mà thấy sợ hãi rồi, tới đó chắc tôi xỉu luôn quá. Nhường anh em đây. Bảo tàng chết chóc. Bảo tàng luôn là một trong những địa điểm không chỉ thu hút sinh viên mà còn cả du khách nữa. Nhất là bảo tàng mỹ thuật á. Giới trẻ đến check-in dữ lắm luôn. Tại ở đó đẹp thiệt. Từ xa nhìn thôi là đã thấy đẹp rồi đó. Huống chi là vào bên trong. Cơ mà không phải bảo tàng nào cũng đẹp lung linh, đẹp cổ kính đâu nha. Tại Thái Lan có một bảo tàng đẹp theo kiểu chết chóc, ghê rợn đó.
Xin giới thiệu nickname của em chính là Viện Bảo tàng Y học Sirirai. Đây được xem là một trong 20 điểm du lịch thú vị nhất thành phố Bangkok, Thái Lan. Tuy nhiên, nó lại không được du khách ưa chuộng lắm bởi sự ghê rợn, đáng sợ vốn có. Viện Bảo tàng Y học Sirirai được tạo nên bởi 6 bảo tàng nhỏ nằm trong khuôn viên của Bệnh viện Sirirai. Tất cả những tác phẩm nghệ thuật trưng bày tại đây chẳng phải tượng điêu khắc hay tranh vẽ, kim loại, gỗ đá gì đâu, mà chính là những bộ phận trong cơ thể con người được ướp và trưng bày đây, tức là hàng riêu 100%. Chiếm vị trí top 1 chính là bảo tàng bệnh lý Ellis. Biết ở đây trưng bày gì không? Là bào thai đó. Các bào thai mà chết vì bị tật bẩm sinh hay là bệnh quạng này kia sẽ được giữ lại, sau đó bảo quản trong các bình thủy tinh. Mà ghê hơn nữa là ở bảo tàng giải phẫu học, họ còn lưu giữ cả xác con nít chết nữa đó. Trời ơi, trên đời này có nơi như vậy thật hả? Thật nha, cơ mà chưa hết đâu, ở đây còn có bảo tàng tội phạm học. Tức là nơi đây sẽ lưu giữ xác ướp của những tên tội phạm khét tiếng, những kẻ giết người như giết con cá con cua, rồi những kẻ bệnh quạn ăn thịt người nữa. Bởi vậy mới nói, nếu như anh chị em mà yếu tim, yếu bóng vía, tâm hồn mong manh dễ vỡ, thì nghe lời thế kỷ 22 dặn, né cái viện bảo tàng này ra nghen. Nhà tù hỏa lò. Nhắc đến nơi mà khắc họa rõ nét, chân thật nhất những đau khổ của dân tộc ta trong chiến tranh, thì chắc chắn là ai cũng sẽ nghĩ ngay đến nhà tù Phú Quốc đúng không? Cơ mà ngay tại lòng thủ đô Hà Nội cũng có một di tích lịch sử như thế đấy, các bạn đã biết chưa? Còn đợi gì nữa, cùng thế kỷ 22 khám phá luôn nha. Nơi này được gọi là nhà tù hỏa lò, hay có nickname khác là ngục thất Hà Nội, một địa ngục trần gian được chính quyền thực dân Pháp xây dựng nên. Với quy mô lớn và kiên cố bậc nhất tại Đông Dương, với tổng diện tích là 12.908 m², 4 bề đều là tường cao rào chắn vô cùng kiên cố. Không những thế, bao quanh những bức tường ấy cắm đầy mảnh chai và chăn dây điện cao thế. Dưới chân tường là đường tuần tra, phía trên là các tháp canh gác. Kiểu này thì cho dù có một cánh cũng hỏng thoát được nữa. Được biết là ở đây ngoài giam giữ dân tộc ta thì còn có các tù nhân ngoại quốc nữa. Tất cả sẽ bị tra tấn, hành hung dã man rồi lao dịch khổ sai. Đặt chân đến nhà tù hỏa lò, bạn sẽ thấy các công cụ dùng để tra tấn, các thiết kế cửa khóa cùng cùm chuyên biệt, cũng như hình ảnh về cuộc sống tù đầy khổ ải của các phạm nhân khi xưa. Mà trong đó đáng sợ nhất chính là chiếc máy chém. Nó được thiết kế đặc biệt để chém phát nào là ăn phát đó. Với lại có hai miếng ván hình bán nguyệt ghép với nhau để giữ đầu tử tù lại. Bọn lính Pháp không có kiêng nể ai đâu nha các bạn. Chị em phụ nữ gì cũng bị gông cùm, tra tấn, nhục hình hết. Thậm chí còn bị giật điện vào điểm yếu nữa đó. Càng nói càng thấy thương dân mình ghê, rồi thêm yêu đất nước, yêu dân tộc mình. Những con người đã sẵn sàng đổ xương máu để giành lại độc lập cho đất nước chúng ta. Quá tuyệt vời đúng không anh em? Sau khi điểm qua những bảo tàng ghê rợn trên, các bạn có thấy rùng mình hay không? Hãy cùng để lại comment bên dưới nha. Và đừng quên like, share và subscribe để theo dõi những video mới nhất của Thế Kỷ 22. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.